quan vụ việc công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu ngày 4 tháng 5 năm 2022 tại tỉnh Pampanga, gần thủ đô Manila, Philippines. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, thăm hỏi, hỗ trợ, phỏng vấn, lên danh sách và thu thập thông tin các công dân Việt Nam, đặc biệt là những người không có giấy tờ đi lại còn giá trị. Ngày 25 tháng 5, Ban Chỉ đạo Bảo hộ Công dân của Bộ Ngoại giao đã họp đánh giá tình hình và tìm giải pháp phối hợp với phía Philippines đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, có 437 công dân Việt Nam được đưa ra khỏi cơ sở đánh bạc. Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu để tiếp nhận bàn giao công dân cho người nhà địa phương liên quan. Rạng sáng 30 tháng 5, nhóm 60 công dân Việt Nam đã được trở về nước. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục trao đổi với phía Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về Việt Nam an toàn. Tối 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có quyết định tống đạt khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Hoàng Quang Việt, 41 tuổi, bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, vào tháng 5 năm 2022, người nhà ông Việt đã giao dịch một thửa đất và khi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hai bên mua bán ghi trên hợp đồng số tiền giao dịch thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Dù biết rõ sự việc nhưng với vai trò là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Đức, ông Hoàng Quang Việt vẫn ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gây thiệt hại cho nhà nước trên 112 triệu đồng. Ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Đầu tư LDC làm chủ đầu tư. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 hectare và có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án. Thế nhưng đến nay, công ty LDC chưa thực hiện thủ tục trình sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục. Việc rà soát thống kê diện tích đất trồng lúa không đúng dẫn đến báo cáo không kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa. Đến tháng 10 năm 2020, dự án còn một phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng công ty LDC đã triển khai sang nền. Tiếp đó, công ty cho xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà, theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và 192 căn liên kế còn lại đã hoàn thiện thi công phần móng. Công ty LDC đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25 đến 95% giá trị hợp đồng, 7 hộ đang sinh sống tại dự án. Đặc biệt, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung chuyển nhượng cho công ty cổ phần đầu tư LDC diện tích 16.094m2, trong đó có 12.889m2 đất trồng lúa, khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là không đúng theo quy định luật đất đai. Vụ sai phạm có hơn 20 lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, xã Đồi 61, sở ngành địa phương và 13 tổ chức liên quan, nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định, đồng thời đề nghị công ty LDC báo cáo tình hình thực hiện dự án, không được thực hiện các giao dịch mua bán đến khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều nạn nhân với 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 28 tỷ đồng. Theo đó, 4 đối tượng bị tố cáo gồm Huỳnh Nhất Tâm, sinh năm 1994, trú tại huyện Cờ Đỏ, Huỳnh Nhật Huy, sinh năm 1995, trú tại quận Ninh Kiều, Trương Thành Hiếu, sinh năm 1988, trú tại quận Thốt Nốt và Trương Thanh Hùng, sinh năm 1986, trú quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo các tổ chức cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan hoạt động vay mượn, cầm cố, thế chấp tài sản, góp vốn hợp tác kinh doanh với các đối tượng thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Ngày 30 tháng 5, bác sĩ Trần Trọng Trí, khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công cho một trường hợp bị ung thư tinh hoàn ẩn trên bệnh nhân lưỡng giới thật thể khảm. Đây được xem là trường hợp lưỡng giới với bộ nhiễm sắc thể khảm 46XX46XY đầu tiên trên bệnh nhân lớn tuổi bị ung thư tinh hoàn được phát hiện và phẫu thuật hóa trị tại Việt Nam. Đó là trường hợp của bệnh nhân A, 40 tuổi, ngụ Đồng Nai, có hình thể bên ngoài giống nữ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Đình Thi Hảo, trưởng khoa hóa trị Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được hóa trị hỗ trợ 6 chu kỳ và đều có đáp ứng tốt. Ung thư tinh hoàn là trường hợp rất thường gặp ở những trường hợp mà tinh hoàn còn ẩn trong ổ bụng, đặc biệt ở các trường hợp rối loạn giới tính như có đồng thời hai cơ quan sinh dục trên một cơ thể. Bệnh nhân nhập viện điều trị muộn, tuy nhiên may mắn là đã được chẩn đoán, phẫu thuật và hóa trị thành công. Ngày 29 tháng 5, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, đồn trưởng đồn biên phòng Trung Bình, bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết 5 ngư dân gặp nạn trên biển vừa được đưa vào bờ an toàn. Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, tàu cá do anh Nguyễn Huỳnh Như, 38 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, làm thuyền trưởng. Thời điểm trên tàu có 5 người đang đánh bắt cá trên biển thì gặp sự cố. Nhận tin báo, đồn biên phòng Trung Bình, bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 2 giờ 20 phút ngày 28 tháng 5, tàu cá do anh Nguyễn Tấn Phong, 37 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời làm thuyền trưởng đã tiếp cận cứu được 5 ngư dân đang bị trôi giạt đưa vào bờ và bàn giao cho đồn biên phòng Trung Bình.